Thưa bạn, trước mặt các bạn là những mẫu máy bơm mỡ cầm tay của Yato đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Để mẫu máy bơm mỡ cầm tay 600cc, 800cc, IT07042 và IT07043. Đây là hai mẫu máy giá tốt và hiện tại đang bán tương đối chạy ở thị trường Việt Nam. Còn bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có mẫu nhỏ hơn 500cc, IT0700 và IT0701. Đây là hai mẫu nhỏ. Còn một mẫu máy nữa là IT0704, một mẫu cao cấp thì hiện tại đang cháy hàng. Thì tương lai chúng ta sẽ tới, anh em có nhu cầu có thể để lại số điện thoại để nhân viên chúng tôi liên hệ. Còn đây là một mẫu máy dùng khí nén, cầm tay nhưng dùng khí nén, IT07057. Còn đây là hai mẫu dùng bơm tay, mẫu IT07062 là 8 cân và IT07061 là 4 cân. Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em một cái mã súng bơm mỡ bằng tay của thương hiệu Yato. Tại sao tôi lại giới thiệu cái mã sản phẩm này? Là bởi vì đợt vừa rồi tôi nhận được rất là nhiều các cái đơn hàng súng bơm mỡ cầm tay, chất lượng, uy tín và có VAT. Thì cái mã sản phẩm súng bơm mỡ cầm tay của thương hiệu Yato này là một trong số những cái sản phẩm mà bên máy móc Minh Chí phân phối được rất là nhiều anh em quan tâm. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái máy bơm mỡ này để cho anh em chúng ta biết được. Đầu tiên là trước khi đi vào sản phẩm thì anh em chúng ta đi vào cái hộp của sản phẩm trước. Trên tay tôi đây đang là một cái hộp. Tôi sẽ zoom xa cho anh em nhìn một chút. Đây là một cái hộp của thương hiệu súng bơm mỡ cầm tay của Yato với mã là IT07042. Thì anh em có thể thấy là phụ kiện ở bên trong thì bao gồm là một cái súng bơm, hai cái đầu vòi thôi. Đó, 600cm, đầy đủ chi tiết đúng không anh em? Và có hướng dẫn đầy đủ để cho anh em chúng ta tham khảo. Mã của sản phẩm là IT07042, là một trong những sản phẩm của thương hiệu Yato rất là chất lượng. Và máy móc Minh Chí là một trong những cái đơn vị phân phối khá là uy tín về cái dòng sản phẩm này. Rồi, ở bên website của bên máy móc Minh Chí thì tôi cũng đã viết cái bài viết của sản phẩm này cũng khá là chi tiết. Đó, đây là hình ảnh của sản phẩm này. Rồi, súng bơm mỡ cầm tay 600cc IT07042 của thương hiệu Yato. Sản phẩm này thì là một sản phẩm chất lượng được sản xuất bởi thương hiệu Yato Ba Lan. Và đây là một công cụ quan trọng đối với các cái công việc bảo dưỡng, bảo trì trong cái ngành công nghiệp và cơ khí dịch vụ ô tô. Mẫu sản phẩm này thì bao gồm là một trong những cái sản phẩm với mã là IT07042, dung tích là 600ml, áp suất và áp lực là 27-41 MPa. Sản phẩm này được bên thương hiệu Yato bảo hành 12 tháng anh em nhé. Về cái ưu điểm về cái dòng sản phẩm súng bơm mỡ cầm tay 600cc của thương hiệu Yato với mã là IT07042 thì sản phẩm này đầu tiên là dung tích lớn. 600cc tôi nghĩ là dung tích cũng khá là ổn cho những anh em chúng ta bơm bằng tay rồi. Sản phẩm này thì có khả năng chứa được một cái lượng lớn dầu hoặc mỡ giúp thực hiện trong công việc bảo dưỡng mà không cần phải nạp lại dầu thường xuyên. Ok, cái vấn đề này thì tôi công nhận nhé. Áp suất điều chỉnh hoạt động và súng thì có thể điều chỉnh từ 21-41 MPa, khá là linh hoạt. Sản phẩm này thì phù hợp cho các cái loại dầu và mỡ ở trên thị trường, rất là ok. Sản phẩm sử dụng đa dạng và có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm là cơ khí, ô tô, ngành công nghiệp chế tạo. Cái điểm này cũng là điểm rất là tốt nhé. Sản phẩm này thì được bảo hành 12 tháng do bên đơn vị Yato phân phối và bên máy móc Minh Chí cung cấp. Rồi, về cái lưu lượng bơm mỡ thì cũng khá là linh hoạt và sản phẩm này sử dụng khá là dễ dàng, tiện lợi và di động. Đấy, với thiết kế tay cầm sản phẩm thì rất là tiện lợi, mang theo và sử dụng tại nơi làm việc khác nhau. Bạn có thể sử dụng tại xưởng hoặc sản xuất gara ô tô, thậm chí là trong việc bảo trì ở trong gia đình luôn. Đó, sản phẩm này hỗ trợ trong nhiều cái ngành công nghiệp. Đó, sau đó phục vụ như ô tô mà còn hữu ích trong lĩnh vực khác như là công nghiệp sản xuất cơ khí. Và sản phẩm này thì được đóng gói rất là chất lượng, bảo quản rất là nghiêm ngặt. Thì ở đây trên website của bên máy móc Minh Chí thì mình cũng đã gần như là chèn đầy đủ hình ảnh, bài viết, video cũng như là giá để cho anh em chúng ta tham khảo rồi. Ở đây thì tôi sẽ chỉ giới thiệu qua về cái dòng bơm mỡ này thôi. Đây, anh em có thể thấy là sản phẩm súng bơm mỡ cầm tay của Yato thì có rất là nhiều mã. Tuy nhiên thì cái mã IT07042 600cm này được rất là nhiều anh em đón nhận, có thể là vì nó vừa với cả túi tiền. Và đặc biệt là hàng thương hiệu của Yato thì làm rất là chắc chắn. Đây, ở cái phần đầu bóp này, Yato họ dập cái thương hiệu Yato và logo ở đây.
Còn ở phần dưới này thì họ cũng có đầy đủ các cái thông số chi tiết cho anh em. Về cái giá của sản phẩm này ấy, thì tôi cũng đã để cập nhật ở trên cái website rồi. Anh em chúng ta kích vào sản phẩm và xem cũng như là trải nghiệm, hướng dẫn sử dụng đầy đủ chi tiết cho anh em. Đó, sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành 12 tháng và ship hàng toàn quốc cho tất cả anh em. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì các bạn có thể nhấc máy và alo cho bên mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí, thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.